Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hiện tại mình đang ở chợ Bến Tre. Hôm nay thì đến đây cùng với Lộc để xem Lộc chỉnh sửa một cái động cơ là Isuzu 4BD1 ở trên một chiếc tàu du lịch ha. Thì ở đây thì có khá là nhiều tàu du lịch. Thì chiếc này tình trạng là hiện tại là nghe anh chủ ghe, chiếc này không biết là gọi chính xác là gì, nhưng mình gọi là tàu du lịch hay là chiếc ghe, không biết nếu mà cái nào đúng hay không đúng thì các bạn góp ý cho mình nha. Máy thì tình trạng đang bị khói trắng. Thì chút xíu tới đây thì sẽ xem Lộc chỉnh sửa và khắc phục như thế nào nha các bạn. Đây, mép bên đó là cái chợ Bến Tre. Và đây là cầu Bến Tre 1 các bạn. Sẽ xuống tới dưới ghe ha. Bị lâu chưa? Vào 1 tháng, cài. Khâu trắng nó cài mất. Cái tình trạng là ăn có ăn dầu gì không anh? Thấy nó ăn ở lúc trước, nó cũng mới mùi. Vậy là chắc cũng có lẽ là khách cũng hơi khó chịu anh Dũng ha. Đúng rồi, mình chạy trước rồi khách hết sau á, tại nói sao nó chạy khối nữa, thấy nó cay chưa. Giống như mình đi chung đoàn là đúng, cái người đúng. Ở sau là nó đi mà đi gió ngược á. Dạ. Nó bay ngược lên nó có mùi nó hắt chứ. Mấy ông nước ngoài chắc không có đi ăn xuống. Vừa đi vừa khóc luôn hả? Đúng rồi. Rồi cay lắm. Dạ. Thì là động cơ Isuzu 4BD1. Máy thủy ha. Thì máy 4BD1 thì cũng có dòng trên cơ giới, nhưng mà cái dòng này là riêng về bên máy thủy. Anh nói là chiếc này là chạy tốc độ thì cũng được 3-40 cây số trên giờ khi mà chở hành khách. Thì tại bây giờ anh đang tháo mấy miếng dán ra để cho Lộc tiếp cận con heo cho nó gần hơn các bạn. Máy màu xanh nhìn khá là đẹp. Tàu ghe du lịch thì có trang bị mấy cái gọi là lợp kéo kéo để mà cho khách khi mà họ người ta muốn văn nghệ. Bên kia cũng có một chiếc rất là nhiều, ở đây thì tàu du lịch này rất là nhiều ha. Máy này thì có turbo, con này là có bao nhiêu máy lực Lộc? 110 máy lực. Máy thủy thì nó sẽ kèm thêm cái hộp dầu, ý là hộp số dầu. Xương hàng nhớt rồi nước luôn các bạn. Nhìn cái màu xanh khá là bắt mắt và nổi ha. Anh Dũng ơi, cái động cơ mình là có làm dàn hơi hay là heo bét gì chưa? Có thể tâm sự lại cho em những khán giả biết được không anh Dũng? Có, mới làm dàn hơi khoảng chừng 3 tháng à. Dạ, nên mà nó không đạt tới giờ luôn hay sao anh? Đúng rồi. Thì dạ. Làm xong gáp lại mấy heo dầu cho thấy nó khói luôn à. Có nghĩa là máy mình làm hơi xong rồi về mình gắt heo vô lại thì nó bị tình trạng khói trắng luôn. Đúng rồi. Heo thì mình chưa làm. Chưa. Dạ. Vậy là làm dàn hơi thôi, heo mình chưa đụng vô. Đúng rồi, heo. Dạ. Vậy là cái dàn cái heo là trước giờ là nó mình mua sao mình để vậy? Đúng rồi, chỉ có giống như lắc thôi à, chứ dạ. Không có chỉnh gì. Dạ. Có lẽ là em nghĩ là mình chạy thời gian rồi nó ảnh hưởng thôi. Bây giờ đi Lộc xuống kiểm tra và phía trước đề máy lên để cho Lộc kiểm tra ha. Thank you.
khách du lịch chịu đâu có nổi nha các bạn. Cây mà lại là nó dơ như thế này đây. Cái cách mà dặn ra những cái co bét như thế này để biết chính xác từ cái bét nào hoạt động tốt và bét nào đang hoạt động yếu, cũng như là ngủ đông gọi là chết các bạn. Không có cảm giác hả Lộc? Yếu mấy nào em? Yếu có 2 máy giữa. Yếu 2 máy giữa nè. Đây là kiểm tra thôi. Cái máy này mở xuống cái là bự liền nè. Là cái máy nó còn hoạt động ha. Đúng rồi. Rồi, 2 cái máy giữa. Dạ, bắt đầu mở ra là thấy đổ hơi liền nè. Rồi máy chạy. Vậy luôn.
lên máy này. Chỉ có máy số 4 là mạnh nhất. Dạ, giờ máy này chạy ra là bắt máy rồi. Bắt đầu chạy rồi, chạy rồi, bắt máy rồi. Nó xuống từ từ luôn á. Của Lộc nhắc với các bạn, nó lên khoảng tầm 3-4 cm mà không có cảm giác luôn.
tình trạng này mình khắc phục sao Lộc? Chán giờ thì chạy lâu ngày thì cái tiêu bơm nó xuống thì mình chỉnh vô sắt vô quyền cho lên tí xíu là đủ dầu rồi, với máy hiện tại là nó không gốc. Nó không gốc là nó bị trễ dầu. Rồi cái bô thì cò nó hở, cái bô nó không chế được. Đó là cái hướng khắc phục của Lộc ha. Thì mọi người cũng đã xem cái nguyên nhân cũng như cái tình trạng máy lúc ban đầu. Thì vừa rồi mọi người và các bạn cũng đã nghe Lộc nói cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng khói trắng của cái động cơ Isuzu này ha. Thì nó cũng không gọi gì là nghiêm trọng, chẳng qua là hao mòn sau thời gian sử dụng thôi. Bây giờ thì Lộc sẽ tiến hành tháo ra. Hồi nãy thì Lộc có nói là cò hở, ti bôn hụt, cò thì nó sẽ siết lại, còn riêng cái gì phần ti thì Lộc sẽ cũng chỉnh bên phần heo. Thì tới đó là Lộc làm tới đâu thì mình sẽ quay tới đó để cho mọi người xem ha. Trước khi mà Lộc nói cái tình trạng mà động cơ mình chết hai máy anh Dũng, thì trước đó anh có tin là một cái động cơ bốn máy mà chết hai máy mà vẫn hoạt động không? Không tin đâu. Lúc đó là anh không tin đúng không anh Dũng? Nhưng mà tới hôm nay Lộc kiểm tra trực tiếp cho anh coi gì thì anh đã tin ha. Đúng rồi, anh thấy. Dạ. Giờ Lộc sẽ tháo, đây thì là Lộc sẽ tháo cái chết, còn có một máy vẫn chạy không? Gì ghê vậy? Rồi, để lên. Lộc sẽ chứng minh cho anh Dũng thấy là chết ba máy vẫn chạy nè.
vô nó thiếu oxy. Còn cái thằng này á, nó đang cái máy này nè, gió này nó đang cung cấp qua tổ máy này, cái máy số 4, gió đang cung cấp qua máy 4. Rồi tắt đi. Đó, xe chạy anh tới dẫn em bình thường đấu tắt luôn. Đây mọi người đã quan sát rồi, nó thấy anh thấy cho anh Dũng. Để có thể là nhiều khi người ta đã nói là không tin máy, rồi bốn máy là chết, hai máy làm sao chạy được. Hôm nay thì thì nãy giờ các bạn cũng đã xem lọc xả ba máy ra để trừ một máy là hoạt động. Thật sự thì lọc của nó cũng không có muốn làm như vậy các bạn, tại nhiều khi sợ chủ máy ta nhót ruột á, mình xả dầu nhiều quá. Nhưng mà lọc muốn chứng minh cho mọi người và các bạn cũng như là anh chủ máy thấy được là máy 4 chết ba máy vẫn hoạt động. Nhưng mình xin nói cho rõ hơn là hoạt động nhưng mà không tải ha, chạy bình thường. Nhưng mà khi có tải thì thật sự thì nó sẽ có thể tắt máy hoặc là yếu. Sợ gì nhiều khi các bạn nói ủa mày nói nếu mà một máy vậy thì người ta làm bốn máy năm máy chi cho nó tốn công và mất tiền. Cái đó là lọc chỉ muốn chứng minh là khi mà cái động cơ mà chạy không tải, mọi người bình luận nói là máy 4 chết ba máy làm sao mà chạy được, thì lọc muốn chứng minh là vẫn chạy được nhưng mà khi vô có tải hoặc hoạt động thì nó sẽ không được như mong muốn thôi. Cái hồi nãy như mình có hỏi anh Dũng chủ ghe nói là ảnh cũng không tin, nhưng mà lọc muốn chứng minh để cho anh Dũng cũng như mọi người và các bạn xem ha. Rồi bây giờ lọc sẽ tiếp tục cây đàn biên và chạy trên chiếc tàu cao bullshit ở ngoài nước ngoài. Không để lên à. Anh Dũng, vậy là khi mà khách đi là chắc cũng là khó chịu với vấn đề cái khối mình rồi, đúng không? Dạ. Tại mình đi nhiều khi vô gạch nhỏ á. Dạ. Mình đi đứng gió thì sao rồi nó mình thấy nó mất tiêu à. Ta mến mình lắm ha. Ta mến mình là đi sao luôn. Ta rớt rớt nước mắt luôn ha, mà tại khối cay quá rồi bịt mũ dần ha. Tại vô cái gạch nhỏ á. Dạ. Nó nói đuôi là hồi nó bỏ xa mình luôn, nó đâu dám theo mình. Nó cho mình một là mình đi mình lên, hai là mình đi trước. Tại vì khi mà mình làm dịch vụ thì nó cũng khó chứ đâu phải mà như của mình đâu anh ha. Mình còn thấy ngày nay mà. Dạ. Kiểm tra như là dầu mỗi lần ra bến vô bến rồi nó thối mình thấy nó. Vậy là cái trường hợp này là mình đã bị 3 tháng hả anh Dũng? 3-4 tháng hả? Đúng rồi. Quá. Vậy là khi mà khách xuống đậy hết bắt đầu là nó sẽ khối nhiều hơn nữa. Đúng rồi, nó vô tải, tải vô tải nó khối. Còn mà đậu không thì nẹt chút xíu nữa hết à. Dạ. Có tải là nó có tải là nó. Cái dàn cò này ổn không Lộc? Nghe trả lời luôn. Dùng cái dạ, thước. Đây là cái thước chưa mà nó còn vậy. Để canh cò lại. Ừ. Cái thước này là một cái kỷ niệm khi mà Lộc đến Cần Thơ sửa rồi anh kia anh chiên xài được. Sửa xe cho anh Dũng, anh đưa cái đèn rồi mấy. Sửa xe luôn. Cái máy này hộp số là nhiêu tua anh Dũng? 3 tua máy á. Dạ. Nó còn cái lắc đây đó. 3 tua máy này chân dịch này chắc cũng 7 tắc 8 hả? Lắp 50. Dạ. Thì tại ở chỗ này, tại chợ Bến Tre, cái nghề mà thịnh hành nhất ở đây là những cái nghề đò như thế này đó các bạn. Chẳng hạn như Sài Gòn á, người ta sẽ chở qua những cái bãi chẳng hạn như là công ty kẹo nè, hoặc là nhiều lắm. Hồi nãy anh Dũng có nói khá là nhiều ha, nên vậy cho mọi người coi, mọi người nào có dịp xuống tới Bến Tre thì có thể trải nghiệm một lần những cái chiếc tàu du lịch như thế này. Nói về Bến Tre thì kẹo dừa là mọi người đã khá là biết gành ha, đây cái cầu để chữ là thành phố Bến Tre đây. Thì bây giờ Lộc đang tiến hành
khắc phục lại cái tình trạng của hai cái máy giữa các bạn. Lộc đang chỉnh phía dưới do là cái không gian ở phía bên Lộc nó hẹp quá trời hẹp và mình muốn lại gần để mà quay cho mọi người coi Lộc đang chỉnh ở dưới, nhưng thật sự thì vừa tối lại là hơi hẹp quá ha. Để coi chút xíu nữa Lộc chỉnh xong rồi đề máy lên lại để coi cái tình trạng khối với lại là nó còn có như ban đầu không. Thì mọi người nghe lại cái đoạn đầu đoạn phim của mình á, mình có quay cái máy đang chạy thì trục bô lúc đó nó không có vé nhiều. Thì chờ chút xíu nữa Lộc chỉnh xong tình trạng như thế nào thì mọi người hãy chờ thêm chút xíu nữa ha. Rồi nãy giờ thì ok. Bây giờ sẽ đề máy lại đó. Vẫn còn khói nhưng mà đó là bắt buộc nha, tại vì máy dầu các bạn, mà đặc biệt là khói đen nó không còn khói trắng như hồi sáng nữa. Đây là cái ga anti nè các bạn.
và cái mình thấy thôi, nhưng mà quan trọng chút xíu là anh Dũng chủ máy anh đánh giá sao ha. Khói đèn thui rồi, không còn sáng như hồi sáng. Dũng sẽ lùi ra để mà chạy thử để coi là cảm nhận của ảnh như thế nào sau khi lọc chỉnh sửa xong nha. Hết luôn rồi coi khói nha anh.
lại xuôi nước luôn. Thì cái video này là mọi người vừa xem lọc sửa máy, vừa dẫn mọi người đi du lịch luôn. Rồi bây giờ thì em kêu lại anh Năng ngồi đó dẫn lái giùm, còn anh Dũng chủ máy sẽ ra phía sau coi cái tình trạng khói với cái mức ga hiện tại của ảnh ha. Anh nói là cái mức ga này nếu như mà bình thường á là khói cực kỳ nhiều. Như vậy là tính ra cái vấn đề mà mình chịu mấy tháng nay là hôm nay là ngon lành hả anh Dũng? Ngon lành, giải quyết xong rồi. Dạ. Giải quyết ăn Tết luôn. Cái ghe cào hút con tôm luôn. Giờ mình phóng xanh nha. Chứ có con sao chia. Đây là đây nữa nè. Cái này là gạch nó không có khối nhiều dữ, cái này nó còn hơi cháo cháo. Cái con này là gạch khối nè, đúng không? Khối đúng rồi. Anh Dũng cho hỏi là khi mà ví dụ mà khách mà đi dịch vụ bên anh là có thể là anh đãi giống như là tụi em hôm nay luôn đúng không? Đúng đúng. Nhưng mà anh tính tiền nha. Đây là anh ghé vô ghe cào cho kiếp. Gạch khối tức là gạch nó đã đủ già ăn ngon phải không chị? Thơm nó thật quen tụi em, cái thử mạnh giờ nó không có, nó bị nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mọi người muốn trải nghiệm dịch vụ trên sông du lịch. Nãy giờ anh Dũng anh chạy test tới đầu sông bự luôn thì gặp một cái chiếc ghe cào tôm các bạn, cho nên là ghé lại mua ít con để cho Lộc ăn thưởng thức cho biết tôm càng xanh ở đây luôn ha. Ăn sống được luôn anh bỏ cái đầu ra thôi, bỏ cái đầu tại gạch nó tanh á.
Ngồi em không dám ăn. Tại cái bụng em nó yếu. Không có thì bỏ vô đây luộc luôn. Em nói vậy thôi chứ em cũng không dám ăn luôn. Trời ơi. Cái hàm quá. Rồi khá là. Sát góc đi con á. Lụm thì lụm hết luôn ấy. Cái này nó là trải nghiệm dịch vụ vui lên lại luôn. Tế nhất luôn. Nãy giờ thì chạy đi, bây giờ thì đang quay đầu trở lại nha các bạn. Đang chạy với một cái mức ga hết ga luôn. Trời ơi, đạp êm kìa. Êm ha. Ngủ chút xíu các bạn thì cũng đã chạy về tới cái bãi cũ rồi ha. Bây giờ mình sẽ hỏi anh Dũng vài câu về cái trải nghiệm và cái cảm nhận của anh về cái động cơ hôm nay mà được lọc chỉnh sửa nha. Anh Dũng, anh cảm giác là sau khi mà lọc khắc phục sửa chữa thì như thế nào anh? Chạy ngon lành. Ngon lành ha. 95%. 95%. Rồi, cảm ơn anh ha. Như vậy thì toàn bộ cái quá trình là của em lọc chỉnh sửa một cái động cơ Isuzu 4PD1 và đó là anh Dũng các bạn cực kỳ là ấn ý và hài lòng ha. Và cái video mình xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp thì cũng tiếp tục là sửa những cái chiếc du lịch như thế này nhưng mà cái động cơ khác và bên khác tình trạng khác. Thì hy vọng rằng mọi người hãy đón tiếp mà cái video tiếp theo trên kênh mình.